Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng. Khoảng tầm 7 đến 8 năm về trước ấy thì mình thực sự ấn tượng với Samsung. Những sản phẩm họ làm nó có một cái gì đó rất là khác biệt. Ví dụ như ở chiếc Galaxy Gear S mình đang có đây, một cái mẫu đồng hồ với màn hình cong, hoặc có thể coi là một chiếc điện thoại đeo tay cũng được, hay là những mẫu máy như kiểu chiếc Galaxy S4 này chẳng hạn. Nó đều là những sản phẩm với những tính năng cực kỳ thú vị. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn có thể gọi là hoài niệm nhanh về những cái sản phẩm rất ấn tượng của Samsung cách đây 7 cho đến 8 năm này. Còn bây giờ hãy bắt đầu video nhé. Và thực sự thì đây là một cái chiếc đồng hồ có thiết kế vô cùng là thú vị. Thậm chí ngay ở thời điểm hiện tại thì mình nói chung là rất khó để có thể tìm mua hay là sở hữu những mẫu đồng hồ như vậy. Và rất cảm ơn anh Lâm ở bên LD Store đã cho mình mượn chiếc đồng hồ này. Nếu bạn nào muốn theo dõi kỹ hơn về chiếc đồng hồ này thì có thể tham khảo đường link kênh YouTube của anh ấy ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói chi tiết hơn về những cái thiết kế, những cái sự thay đổi. Thì ở đây mình đang có một chiếc Apple Watch ra mắt muộn hơn một chút, khoảng tầm năm 2015, 2016 gì đấy, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đã thấy rằng nó có quá nhiều sự khác biệt. Chiếc Apple Watch thì nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì chiếc Galaxy Gear của mình ấy thì các bạn thấy rằng nó mang một cái vẻ ngoài gì đó rất là thời trang, nhưng mà cũng cực kỳ là to luôn các bạn ạ. Và cái giao diện ở đây thì bạn sẽ thấy rằng nó tương đối là giống với giao diện của Samsung những cái năm trước. Ví dụ như cả đời Android 4, Android 5 ở đây. Và ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể kết nối nó với nhau một ứng dụng, đó chính là Galaxy Wearable ở đây. Và hiện tại thì chúng ta vẫn có thể kết nối được, cũng như là thay đổi những kiểu, ví dụ như màn hình chờ chẳng hạn. Ở đây thì có khá, hoặc thậm chí các bạn có thể cài những hình có sẵn. Đây mình sẽ thử thay đổi nó nhá. Đấy, thay đổi một cách cực kỳ là nhanh luôn. Và mặc dù là yếu tố thời gian nó đã thay đổi rất là nhiều yếu tố, tốc độ các thứ, nhưng mà để thay đổi một vài cái hình nền ấy thì không làm khó cái chiếc điện thoại cũng như cái đồng hồ này. Ở đây thì chiếc đồng hồ của mình ấy có thể coi là một chiếc điện thoại mini đi, khi mà các bạn có đầy đủ những tính năng, ví dụ nghe gọi này, ở đây là điện thoại. Sau đó là các bạn có thể dùng những tính năng khác, ví dụ như kiểu là check mail, tin nhắn, lịch biểu, cài đặt, hay là những cái chế độ S Health chẳng hạn, một trong những cái chế độ rất là nổi tiếng của Samsung. Và tất nhiên rồi, các bạn hoàn thể biến nó thành một cái chiếc máy nghe nhạc khi trong quá trình các bạn sử dụng. Và nếu mà các bạn quay lại phía mặt sau ấy thì bạn thấy rằng nó đã có từ rất sớm những công nghệ, ví dụ như là đo nhịp tim chẳng hạn. Và đây thì các bạn cũng có thể lắp SIM được luôn. Cách thức thay đổi cũng như là lắp SIM của nó cực kỳ đơn giản. Và đây là một chiếc đồng hồ có khả năng chống nước, chính vậy mà nếu các bạn nhìn kỹ một chút ấy thì sẽ thấy rằng những phần viền xung quanh chúng ta sẽ có một lớp gioăng cao su nhất định. Còn nếu nói về khả năng hiển thị thì sao? Mình thực sự ấn tượng, đây là một chiếc đồng hồ hiếm hoi mà mình thấy rằng khả năng hiển thị của nó chẳng khác gì một chiếc điện thoại cả, cực kỳ sắc nét luôn các bạn ạ. Về độ sáng, sau đó về những cái mật độ điểm ảnh, những icon của nó không hề có hiện tượng gọi là rỗ hay cái gì cả các bạn ạ. Nhìn nó cực kỳ sắc nét, thậm chí là những cái tính năng của nó. Tất nhiên là hiện tại thì những cái tính năng này một số nó đã không thể sử dụng được rồi, ví dụ như chỉnh điều hướng chẳng hạn. Các bạn dùng, nói chung là tốc độ của nó tương đối là chậm khi mà bạn sử dụng, bởi vì vi xử lý nó cũng đã rất là cũ của những năm 2014 rồi. Đấy, nói chung là đợi nó làm mới thì khá là lâu, chứ mọi mình có lẽ là sẽ thoát ra ngoài. Và ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đánh giá cao đây là một chiếc đồng hồ hỗ trợ tốt cho khả năng theo dõi sức khỏe. Và chúng ta vẫn sẽ có những cái chế độ tập luyện thể dục thể thao, ví dụ đo nhịp tim, hay là theo dõi giấc ngủ, UV, máy đếm bước chân, vân vân các thứ. Nói chung rất là đầy đủ ở đây. Thực sự nói đây là một trong những cái yếu tố mà mình rất thích những cái mẫu máy Samsung trước đây. Họ theo dõi cũng như là những cái tính năng đo nhịp tim. Hoặc là ở trước đây thì các bạn cũng đã có những tính năng ví dụ tìm kiếm thiết bị rồi, nó sẽ kêu nhá, bắt đầu. Đấy. Một trong những điều mình rất thích ở những mẫu máy Samsung đó chính là chuông báo của nó ấy. Thì nó không kêu quá gắt đâu các bạn, kêu rất là nghe và dễ chịu. Thực sự là một cái điểm mà mình đánh giá cao, chứ không kêu inh ỏi như kiểu một số mẫu máy khác, như kiểu là hãng quả táo chẳng hạn. Và một trong những lợi thế của một cái mẫu máy đồng hồ với màn hình to như vậy đó là các bạn có thể đọc những cái thông báo của nó, hiển thị rất là rõ ràng luôn. Nói chung là đủ các thể loại các kiểu con là điều, từ những cái thông báo tiếng Anh, tiếng Tàu, nói chung là vuốt, cảm giác vuốt của nó cực kỳ đã luôn các bạn. Các bạn sẽ không có hiện tượng nói chung là cấn hay là vuốt như kiểu là bay ra ngoài màn hình như kiểu một số đồng hồ như này chẳng hạn. Vuốt nó rất là bé và thực sự là chỉ một hai cái chạm là đã mất rồi. Trong khi đó với mẫu đồng hồ như này ấy, thì chúng ta có thể vuốt gọi là đến ngày mai ngày kia luôn. Thư của mình ấy thì cực kỳ nhiều và cái trải nghiệm vuốt của mình ấy rất là dễ chịu ở trên những mẫu đồng hồ như thế này. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, để có thể sở hữu một cái mẫu đồng hồ mà kích thước màn hình lớn như vậy, chưa kể là màn hình cong ấy, thì ngày xưa nếu các bạn muốn sở hữu những mẫu đồng hồ kích thước màn hình lớn thì chúng ta sẽ bỏ rất là nhiều tiền, thậm chí số tiền có thể lên đến hàng chục triệu. Và chắc chắn là khi mà xem video này ấy, sẽ có nhiều người hỏi là cái đồng hồ này thì có xem được ảnh không, bởi vì các bạn đã thấy thương ảnh trong này rồi đúng không? Thì xin trả lời đó chính là tất nhiên là các bạn có thể xem rồi. Những cái ảnh các bạn đồng bộ từ điện thoại về khi mà bạn chọn thư mục ở trong này đây thì nó sẽ hiện ra những cái phần các bạn có thể chọn vào đây. Đó chính là ảnh trên máy này, các bạn muốn hiển thị ảnh nào, các bạn muốn xem ảnh nào, các thứ vân vân đều có thể lựa chọn được, và chúng có thể input vào trong cái đồng hồ này. Và cái khả năng hiển thị của nó ấy, thì thực sự ấn tượng. Các bạn thậm chí có thể zoom lên rồi để này. Đấy, mặt kia đấy, nhìn như mặt lợn luôn. Nói chung là vẫn đủ để hiển thị trong cái đồng hồ này. Hay là những cái bức hình khác. Thậm chí là nhiều bạn sẽ quan tâm đến vấn đề là chúng ta có thể xem tài liệu không. Thì theo mình nghĩ là với một cái màn hình như này thì dư sức để các bạn hiển thị tài liệu cũng như những cái bài giải ở trên này thôi. Nhưng mà tất nhiên là anh em nào mà chi tra quá bị giáo viên bắt đấy, mà trên tay đang đeo cái đồng hồ này thì thôi xác định đó chính là kỳ này anh em sẽ phải học lại không ít môn thôi. Đấy, còn lại thì thực sự mình cảm giác khi mà cầm lại những cái sản phẩm của Samsung ngày xưa ấy, nó là những cái gì đó, những cái hoài niệm. Nó thậm chí là mang tính gọi là sáng tạo hơn rất là nhiều so với những sản phẩm bây giờ. Những sản phẩm bây giờ mình đánh giá rằng nó quá là giống nhau luôn. Thậm chí là chúng ta thể chơi những trò chơi này. Đấy, đây là trò Flappy Pháp. Đây. Đấy, thua còn mẹ rồi, cấy đấy nhở. Đấy, nói chung là đôi lúc thì chúng ta có thể giải trí với những tựa game như này. Nó tương tự như trên những hệ điều hành khác. Và qua video vừa rồi thì các bạn thấy rằng rõ ràng Samsung họ đi trước tương lai rất là xa khi ứng dụng những công nghệ, ví dụ như màn hình cong, màn hình AMOLED, hay là những cái thiết kế nói chung là rất là mới mẻ và thời thượng khi mà so sánh với thiết kế cùng thời. Tuy nhiên thì đáng tiếc rằng nó sẽ không kịp xu hướng, và ngay ở thời điểm hiện tại Samsung họ cũng đã phải gọi là theo những cái thiết kế của dòng thời đại. Ví dụ như những cái thiết kế mặt đồng hồ đã tròn hơn, nó gọn gàng hơn, thay vì những thiết kế nó quá khác biệt, nó quá hầm hố, để tạo ra một cái gì đó gọi là hơi khó tiếp cận với người dùng. Còn các bạn nghĩ sao về những sản phẩm của Samsung ở thời điểm hiện tại? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye!